lên bàn trước đi. Bạn ba con luôn hả? Nướng đó. Mày gì vậy? Ngon không nội? Ngon. Ăn vậy sao ăn cơm? Phải ăn cơm. Trời ơi trời. Già mà ăn tôm không vậy? Ừ, đó không phải ăn cơm. Má tôm lâu lâu mới có ăn lần. Trời trời tôm làm giống như vàng lâu lâu ăn. Tôm thì mua tôm lạ ăn lẩu rồi. Ngọt quá hả? Có chấm muối không? Không. Muối chi vậy? Vậy hai cái mì tâu là ăn gì đó? Nướng. Nướng tâm chưa? Đang nướng. Mùi câu chắc là lâu. Chú giao lên con.